Quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm cầu thủ bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Đinh Thanh Trung sinh năm 1988, Dương Quang Tuấn sinh năm 1996, Nguyễn Trung Học sinh năm 1998, Nguyễn Ngọc Thắng sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Trường sinh năm 2003. Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 5, công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, khách sạn Bình Minh thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện 5 cầu thủ cùng 5 cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ các chất ma túy gồm bột màu trắng loại ketamin khối lượng 0,1066 gam, chất tinh thể màu trắng loại ketamin khối lượng 1,8510 gam, một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám đã bị vỡ, loại MDMA có khối lượng 0,6064 gam. Tại cơ quan điều tra, năm cầu thủ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ, đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý năm đối tượng trước pháp luật.